nghèo thế đủ rồi. Ba con giáp được thần tài ban lộc, giàu bất thình lình, 7 ngày cuối tháng 9 âm lịch, xứng tầm đại gia. Hoan hỷ chào đón quý vị thân thương đã quay trở lại và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Quý vị thân mến, chúng ta đang sống ở một thế giới thiện ác đan xen, đỏ đen lẫn lộn, nhìn quanh ta không khó để nhận ra những thứ giả chân như quần áo giả, tiền giả, những bộ mặt giả tạo, nhưng đáng buồn nhất là tâm linh giả tạo, lời chân lý toàn vẹn đã bị bóp méo bởi những lợi ích cá nhân tầm thường. Vậy như nào là tâm linh tích cực, liệu cầu xin và ngồi chờ có đem đến bất cứ lợi lộc nào không, liệu sự giàu sang phú quý cả về vật chất lẫn tinh thần từ tâm linh có thật sự tồn tại? Theo quan sát và tính toán sự dịch chuyển của các chòm sao, các bậc thầy tử vi học cho biết, có 3 con giáp trúng thời đổi vận, cực đỏ cực may, trả sạch nợ nần, hóa kiếp thượng lưu trong 7 ngày cuối tháng 9 âm lịch này. Vậy đó là những con giáp nào, quý vị cần làm gì để nắm bắt được cơ hội trả sạch nợ nần, hết nghèo hết khổ trong 7 ngày cuối tháng 9 âm lịch này, thì xin mời đến với phần luận giải chi tiết ngay sau đây. Nghèo thế đủ rồi, 3 con giáp được thần tài ban lộc, giàu bất thình lình, 7 ngày cuối tháng 9 âm lịch, xứng tầm đại gia. Cuộc đời là một chuỗi ngày tháng muôn vàn gian nan thử thách, nhưng sau cùng thứ ta nhận lại được chính là trái ngọt ở đây chính là tiền bạc, của cải, danh vọng và sự viên mãn trong cuộc đời. Và 3 tuổi này đúng 7 ngày cuối tháng 9 âm lịch này, được ông trời cưng như cưng trứng, rót lộc vào tay, tiền nhiều chất thành núi. Chúc mừng tuổi Mão là con giáp may mắn đầu tiên, trúng số độc đắc cực to, tiền tỷ cầm tay, giàu nứt đố đổ vách, 7 ngày cuối tháng 9 âm lịch. Người tuổi Mão gặp được nhiều điều may mắn trong thời điểm này, nếu biết chớp lấy thời cơ, bạn không chỉ đạt được thành công trên lĩnh vực sự nghiệp, tài lộc, mà tình duyên cũng sẽ có dấu hiệu khởi sắc nhất định. Nhờ có được sự trợ giúp của nhị hợp, mà nửa cuối tháng này bản mệnh làm điều gì cũng suôn sẻ, bạn đã nhìn thẳng vào sự thật, để đánh giá chính xác tình hình, cũng như năng lực của bản thân, nhờ thế mà đưa ra được những kế hoạch chính xác. Có định hướng rõ ràng, cộng thêm tinh thần hăng hái, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, bạn sẽ phát triển một cách nhanh chóng, khiến mọi người ngưỡng mộ. Tuy nhiên điều cần lưu ý trong 7 ngày cuối tháng 9 âm lịch này là bạn trở nên cả thèm chóng chán, hãy giải quyết tận gốc việc này trước khi bắt tay vào việc khác. Trên phương diện tài lộc, nhị hợp cũng giúp đỡ bạn trong việc mở rộng các mối quan hệ, bạn có cơ hội tìm được những đối tác triển vọng. Đôi bên hợp tác làm ăn có lợi, nhờ sự đồng tâm hiệp lực, đôi bên có thể cùng chung tay giải quyết khó khăn, mở rộng phạm vi kinh doanh, tiếp xúc thêm các mối khách hàng mới, người trẻ tuổi với nhiều khát vọng và hoài bão cũng đạt được những bước tiến đầu tiên, có hy vọng. Trên phương diện tình cảm, mộc dục cho thấy bạn đã dần biết chú ý hơn tới ngoại hình của mình, nhờ đó mà bạn chinh phục được ánh mắt của không ít người xung quanh. Những người đã có đôi có cặp lại cần phải lưu ý khi đối diện với đào hoa, hãy giữ vững lý trí để nhận ra ai là người quan trọng nhất với mình. Cụ thể về tài lộc, người tuổi Mão có những bước tiến rõ rệt trên phương diện tài lộc. Trong 7 ngày cuối tháng 9 âm lịch này, bạn đã xác định được mục tiêu và đích đến của mình. Nên không bao giờ đánh mất phương hướng, những bước tiến nhanh chóng và ổn định sẽ giúp bạn có một nguồn tài chính dồi dào. Dù không phát tài ngay lập tức, thì cũng sẽ đủ ăn đủ tiêu, có của tích lũy, các mối quan hệ làm ăn được mở rộng, giúp bạn được chạm tay tới nhiều cơ hội đáng mơ ước. Bạn có thể nhân cơ hội này để phát triển thêm những phương diện mà mình mong muốn từ lâu, chắc chắn sẽ thu được thành quả bất ngờ. Với những người trẻ tuổi có ý định khởi nghiệp, trong 7 ngày cuối tháng 9 âm lịch này, bạn cần bình tĩnh xác định đường đi nước bước cho mình. Với bản tính hay thay đổi, bạn có thể nhanh chóng cảm thấy chán nản hay bỏ dở công việc giữa chừng. Điều này khiến cho công việc của bạn trở nên bấp bênh, thiếu ổn định. Mộc dục cho thấy bạn hãy là chính mình, không cần thiết phải trưng diện hay khoe khoang để thu hút tầm mắt của người khác. Chỉ cần chăm chỉ cố gắng với công việc của mình, bạn chắc chắn sẽ nhận được sự yêu mến và giúp đỡ của mọi người thôi. 7 ngày cuối tháng 9 âm lịch này, dù tiền lương dư giả, bạn cũng không nên chi tiêu quá hào phóng. Hãy luôn giữ cho mình một khoản tiết kiệm để đề phòng những điều bất trắc xảy ra trong cuộc sống. Về sự nghiệp, xem tử vi 7 ngày cuối tháng 9 âm lịch, tuổi Mão dưới sự nâng đỡ của nhị hợp, sự nghiệp của người tuổi Mão gặp nhiều điều thuận lợi, ít khi vướng phải khó khăn. Cho dù có vấp phải khó khăn đi chăng nữa, thì cũng chỉ mang tính chất tạm thời. Thậm chí thông qua việc này, bạn có thể nhận ra ai là người thực sự đối tốt với mình. 7 ngày cuối tháng 9 âm lịch này, việc hợp tác làm việc có lợi. Với bản tính khởi mở dịu dàng của mình, bạn có thể tạo dựng mối quan hệ với đồng nghiệp hài hòa, đôi bên cùng giúp đỡ nhau phát triển.
Nguyệt lệnh mộc dục cũng cho thấy người trẻ tuổi sẽ gặp nhiều dấu hiệu đáng để hy vọng trong thời điểm này. Trước hết bạn nên đề ra một kế hoạch phù hợp với thực tế, rồi từng bước thực hiện, chớ nên nóng vội đốt cháy giai đoạn. Như vậy thì bạn sẽ nhanh chóng đạt được điều mà mình mong muốn. Người đang tìm việc làm cần bình tĩnh để xác định xem điều mà mình thực sự mong muốn là gì. Bạn không cần thiết phải chạy theo số đông hoặc sốt ruột khi mọi người xung quanh mình đều đã dần ổn định. Bởi như vậy thì bạn rất dễ rơi vào tình cảnh đánh mất phương hướng. Về sức khỏe, tử vi cho thấy tình hình sức khỏe của người tuổi Mão nhìn chung là ổn định. Trong 7 ngày cuối tháng 9 này, bạn dần quan tâm tới sức khỏe của mình hơn, nên luôn chú ý tập luyện thể dục thể thao, đồng thời có chế độ ăn uống hợp lý. Nhờ vậy bạn luôn cảm thấy khỏe khoắn, tràn đầy sức sống và sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi kế hoạch mình đã đề ra. Về tình duyên, 7 ngày cuối tháng 9 âm lịch là một khoảng thời gian nhiều thử thách với người tuổi Mão, vận xui đeo bám chuyện tình cảm của bản mệnh. Trong tháng, gia đạo nhiều bất ổn, các cặp vợ chồng, thậm chí là các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng, cũng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, xung đột. Xem phi tinh tháng, nhất bạch chủ đào hoa tinh, bay về hướng đông nam, bản mệnh có thể đặt một lọ hoa tươi. Hãy đặt những món đồ đôi có màu hồng, hình dáng tròn trịa tại đây để thu hút đào hoa tình duyên không còn trắc trở nữa trên. Quý nhân cho người tuổi Mão, 7 ngày cuối tháng 9 âm lịch. Người quen tuổi Mùi. Với mối quan hệ tương hợp hai con giáp này chắc chắn không chỉ hợp tác vui vẻ trong công việc mà trong cuộc sống thường ngày cũng có thể trở thành những người bạn tốt, hết mình vì nhau. Trong mối quan hệ bạn bè, người tuổi Mùi có sự khôn khéo, tuổi Mão lại biết lắng nghe nên nhìn chung giữa cả hai hiếm khi xảy ra xung đột nào quá nghiêm trọng. Ngoài ra có rất nhiều chủ đề chung giữa hai con giáp này, cả hai có thể động viên và giúp đỡ nhau rất nhiều, tạo cho tuổi Mão sự tự tin để vượt qua khó khăn trong năm nay. Người làm việc chung tuổi Hợi. Người tuổi Hợi và người tuổi Mão rất hợp để làm ăn chung. Trong quá trình hợp tác, cả hai có thể tìm được sự ăn ý và lý tưởng giống nhau. Tuy giữa hai người vẫn còn một số mâu thuẫn và có thể sẽ xảy ra một số cuộc cãi vã nhỏ, nhưng mức độ không quá nghiêm trọng, cả hai sẽ sớm làm hòa. Do đó tuổi Mão nên chọn cộng sự đối tác làm ăn là người tuổi Hợi. Cẩm nang vượng vận trong 7 ngày cuối tháng 9 âm lịch cho người tuổi Mão. Tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Khẩu quyết, quan tâm tới ngoại hình, nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới. Quý nhân là tuổi Mùi và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Thìn và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là màu tím và màu xanh nước biển. Con số may mắn là số 12, số 45, số 78 và số 94. Tuổi Kỷ Mão, sinh năm 1999. Khẩu quyết, chớ nên cả thèm chóng chán, bỏ dở công việc giữa chừng. Quý nhân là tuổi Dần và tuổi Thìn, tiểu nhân là tuổi Mão và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn là màu xanh lá cây và màu nâu. Con số may mắn là số 18, số 29, số 67 và số 85. Tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Khẩu quyết, thích hợp đưa ra những kế hoạch đầu tư, kinh doanh, nhưng cần phải chi tiêu thích hợp. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Tý. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu xanh dương. Con số may mắn là số 33, số 48, số 68 và số 95. Quý vị thân mến, để sống bình an thanh thản hạnh phúc ở trên đời, Đức Phật đã dạy ta rằng bí quyết của toàn bộ đời sống là không có gì để sợ. Đừng bao giờ lo sợ con sẽ trở thành ai trong tương lai. Con không lệ thuộc vào ai cả, chỉ có khoảnh khắc con rũ bỏ mọi thứ, con mới được tự do. Hãy sống hạnh phúc mỗi phút giây hiện tại để tương lai mỉm cười quý vị nhé. Chúc mừng tuổi Dậu là con giáp may mắn tiếp theo, tiên tỷ tự tìm đến tận cửa, lên đời đại gia, khiến chủ nợ ngả mũ thán phục trong 7 ngày cuối tháng 9 âm lịch. Người tuổi Dậu có thể coi như một năm hoàn toàn lột xác, quý nhân tương trợ, vận trình sáng, nhiều hy vọng. Trong 7 ngày này bản mệnh được sự trợ lực mạnh mẽ từ thiên ất quý nhân, ngoài ra tình cảm còn được hồng loan tương chiếu rất đáng quý, cần phải trân trọng. 7 ngày cuối tháng 9 âm lịch, cát vận của người tuổi Dậu rất tốt, có nhiều cát tinh truyền thống chiếu rọi như Thái Dương, Thái Ất, Thiên Không, lại có hồng loan đồng hành nên chuyện tình cảm đa màu sắc hơn. Thiên Ất chủ đại quý nhân tinh, tượng trưng cho sự giúp đỡ phù hợp, nên công việc của người tuổi Dậu rất tốt, có hy vọng thăng chức, thăng quyền. Thái Dương là một đại cát tinh truyền thống, có ý nghĩa chiếu rọi tứ phương, đại diện cho sức mạnh vô biên, giúp hứng thỉnh sự nghiệp của tuổi Dậu. Ngôi sao này cũng đại diện cho quý nhân là nam giới, rất tốt với bản mệnh. Hồng loan tinh bổ trợ, vận trình tình cảm hết sức tốt đẹp và thuận hòa. Thiên Không tinh chủ về linh cảm, sức tưởng tượng, nên 7 ngày trong tháng 9 âm lịch này, tư duy của tuổi Dậu vô cùng nhạy bén, sức sáng tạo phong phú.
Cụ thể về tài lộc, nửa cuối tháng 9 âm lịch, vận tài lộc của bạn vẫn xem như khởi sắc. Đây là một năm kiếm tiền dành cho bản mệnh, năm vận phát, tiền tài khá ổn định. Các mặt liên quan tới vận trình tài lộc như lương, thưởng, phúc lợi đều có sự tăng trưởng. Sự nghiệp cá nhân thu về lợi lộc, thực là một năm bội thu. Người kinh doanh nên giữ cho mình đầu óc tỉnh táo, không nên dồn công việc của mình cho người khác trong hợp tác làm ăn. Cần nắm bắt rõ ràng, thống kê thu chi, tiền nong ra vào, khối lượng hàng hóa xuất nhập, tránh phạm phải họa thị phi, quan trường, kiện tụng. Trong 7 ngày cuối tháng, đường thứ tài của bạn khá tốt, có thể tiến hành một số hạng mục đầu tư nhỏ hay thử sức với một số trò giải trí, tiền nong vui vẻ, có thể sẽ có thu lợi bất ngờ. Về sự nghiệp, 7 ngày cuối tháng 9 âm lịch có lợi cho việc phát triển công việc cá nhân của tuổi Dậu, bản mệnh tích cực chuyên sâu và việc xây dựng sự nghiệp, vì vậy, dù gặp phải khó khăn, bạn vẫn dễ dàng vượt qua. Những ai mong muốn thăng chức hoặc chuyển sang chức vụ mới trong 7 ngày cuối tháng 9 âm lịch, nên chú ý quan sát kỹ càng tình hình trước mắt, nhưng nhìn chung vận quan trường hiện tại có lợi cho việc thăng chức tăng lương của bạn. Tuy nhiên, một mặt do vận quý nhân vận chưa đủ mạnh để phát huy hết tác dụng, nên vẫn cần sự nỗ lực, xây dựng nền tảng từ chính bản thân bạn mới điều chỉnh được vận quan lộc có lợi cho mình. Chú ý, trên con đường thăng tiến, bạn phải vượt qua cạm bẫy tiểu nhân hãm hại, vì vậy, ngay bây giờ cần xử lý thật tốt quan hệ giữa đồng nghiệp và cấp trên. Luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan, không lo sợ thất bại, bạn mới được mọi người xung quanh nhìn nhận. Về sức khỏe, trong 7 ngày cuối tháng 9 âm lịch, cá nhân tuổi Dậu luôn cảm thấy mệt mỏi, mất ngủ thường xuyên. Những hiện tượng này do chức năng gan không thật tốt, hỏa quá vượng. Lời khuyên dành cho bản mệnh đó là nên suy nghĩ thoáng hơn. Nếu gặp những chuyện quá khó khăn, hãy tìm tới bạn bè để tâm sự, giải tỏa nỗi lòng, hoặc nghiêm trọng hơn, bạn có thể tìm đến bác sĩ tâm lý để điều chỉnh tinh thần của mình. Về tình duyên, vận đào hoa của bản mệnh khá vượng, người tuổi Dậu độc thân gặp nhiều cơ hội kết giao với bạn bè khác giới, dễ dàng vì những hoạt động liên quan tới văn hóa, nghệ thuật mà gặp gỡ nhau, với những bạn còn do dự chưa muốn tiến tới chuyện tình cảm hay hôn nhân cần quyết đoán hơn, nhanh chóng đưa ra quyết định của mình. Vì năm nay mối quan hệ xã hội của bạn được mở rộng, cơ hội tìm được ý chung nhân, nếu bạn không hạ quyết tâm thì sẽ bị cạnh tranh quyết liệt. Cẩm nang vượng vận. Tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Sự nghiệp tương đối ổn định nhưng không nên mạo hiểm dù thực quyền đã về tay. Tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Người đã thành gia lập nghiệp nên chủ hướng ổn định, chỉnh lý nội bộ hiện tại để thúc đẩy phát triển căn bản thì hơn. Trong công việc thường xuyên xảy ra tranh chấp, gây áp lực lớn cho bạn, lúc này bạn cần phát huy kỹ năng giao tiếp, xử lý tốt các mối quan hệ xung quanh như đồng nghiệp, lãnh đạo hay khách hàng. Màu sắc may mắn: màu xanh lục, màu xanh lá, màu vàng và màu xanh ngọc bích. Con số may mắn là số 19, số 21, số 62 và số 95. Tiếp theo là quý nhân cho người tuổi Dậu, 7 ngày cuối tháng 9 âm lịch. Người tuổi Sửu. Đối với người tuổi Dậu, bạn thường được đánh giá cao nhờ sự thông minh, nhanh nhẹn và có nhiều suy nghĩ sáng tạo của mình. Nhưng khuyết điểm của bạn là thường nhanh quá hóa đoảng, dễ gặp sai sót. Cũng vì cái tính bột chột của mình, đôi khi bạn đưa ra quyết định quá nhanh mà không kịp suy nghĩ kỹ lưỡng. Hậu quả sau đó cũng khá nghiêm trọng. Vì những điều đó, tuổi Sửu sẽ là đối tác hay một người bạn tâm giao mà tuổi Dậu rất cần có trong cuộc đời này. Sự chín chắn, cẩn thận và bình ổn của tuổi Sửu sẽ giúp tuổi Dậu hạn chế được rất nhiều sai lầm không đáng có. Tuổi Sửu cũng sẽ dạy cho tuổi Dậu cách suy tính vấn đề từ nhiều góc độ, chậm mà chắc. Người tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ và tuổi Dậu có mối quan hệ lục hợp thái tuế, nên hai con giáp này cũng rất hợp nhau, có thể bổ trợ và giúp đỡ nhau rất nhiều đối với những người cầm tinh con gà. Chỉ cần có sự giúp đỡ của người tuổi Tỵ trong năm này, thì dù không phải bỏ ra quá nhiều công sức, công việc vẫn phát triển rất suôn sẻ, tiền kiếm được về đầy tay. Khi có một người cộng sự như tuổi Tỵ bên cạnh, bạn sẽ thấy dù trước mắt có bao nhiêu khó khăn hay vất vả, họ vẫn không bao giờ cúi đầu hay đầu hàng, họ càng chiến đấu càng hăng, càng thể hiện ý chí kiên cường và tinh thần kiên định để đạt tới thắng lợi cuối cùng. Tinh thần hăng hái tuyệt vời đó của những chú rắn sẽ truyền cảm hứng sang cho chính tuổi Dậu để cả hai cùng chạm tay tới thành công. Quý vị thân mến, để bình an bước đi trên cõi đời này, Đức Phật đã dạy chúng sinh rằng chiến thắng bản thân mình còn hay hơn là đánh thắng 1.000 trận đấu. Chiến thắng ấy là của con, nó không thể bị lấy đi khỏi con bởi thiên thần hay ác quỷ, bởi thiên đàng hay địa ngục. Hiểu được người là khôn ngoan, hiểu được mình là giác ngộ. Con giáp may mắn cuối cùng là tuổi Thìn.
được thần tài cưng chiều hết mực, tiền tỷ ù ùn phi vào nhà, trả sạch nợ nần trong 7 ngày cuối tháng 9 âm lịch. Trong 7 ngày cuối tháng 9 âm lịch chính là thời điểm để người tuổi Thìn gây dựng và phát triển sự nghiệp, có sao tử vi và long đức cát tinh che chở, mưu sự dễ thành, hứa hẹn những thành công mang tính đột phá. Có điều trong 7 ngày này lại có kiếp tài xuất hiện, báo hiệu nhiều cạnh tranh áp lực, mâu thuẫn thị phi hay sự thay đổi điều chỉnh vị trí, chức vụ trong công việc. Nhưng nhìn chung, trong thời điểm này, tài lộc của tuổi Thìn có được nhiều hơn mất nên mạnh dạn tiến hành dự định kinh doanh. Buôn bán đã ấp ủ từ lâu, kết quả khả quan, riêng việc đầu tư vào các dự án mạo hiểm phải tính toán và cân nhắc thật kỹ càng tránh bị thổ lỗ. Cụ thể về các phương diện. Về phương diện tài lộc, đã qua tháng xung thái tuế, vận khí của người tuổi thực hành dần khởi sắc, mang đến nhiều cơ hội về tài chính. Có thể nói đây chính là thời điểm lý tưởng để đổi mới cách thức kiếm tiền và làm giàu. Tử vi tuổi Thìn báo hiệu, trong tháng có chính tài xuất hiện, báo hiệu cách thức làm giàu chủ yếu của bạn là thông qua công việc chính, chứ không phải những công việc kiêm nhiệm ngoài luồng. Bên cạnh đó, cần kiếm tiền bằng các phương thức chính thống, tuân thủ pháp luật thì mới bền vững. Nếu là làm ăn phi pháp, dở trò mờ ám, sẽ lập tức vướng vòng lao lý, họa ngục tù. Lưu ý, kiếp tài và tiểu hao hung tinh mang tới dấu hiệu phá tài rõ nét, tuổi Thìn có thể tập trung phát triển hay mở rộng quy mô kinh doanh sản xuất. Nhưng riêng với việc đầu tư vào các hạng mục mạo hiểm như chứng khoán, tiền tệ, ngoại hối, bất động sản thì nên hạn chế vì mức độ rủi ro rất cao. Nhìn chung, vận trong tháng 9 của tuổi Thìn ở mức khá, có thu có chi, có được có mất, nhưng đa phần là được nhiều hơn mất, chất lượng đời sống vật chất nâng cao. Chi phí phát sinh cũng ngày càng nhiều, bản mệnh cần phải chú trọng tích lũy và chi tiêu tiết kiệm, dù túi tiền có dày tới mấy mà chỉ có chi không có thu vào thì cũng có ngày cạn kiệt. Về sự nghiệp, người tuổi thì bước vào 7 ngày cuối tháng 9 này với tinh thần quyết tâm và đặt mục tiêu phát triển sự nghiệp rõ ràng hơn so với những tháng trước. Không còn cảm giác mông lung, mất phương hướng do ảnh hưởng của xung thái tuế nữa, thay vào đó là những hướng đi đã được vạch sẵn từ đầu. Nhờ tử vi đại các tinh soi đường dẫn lối, bản mệnh tìm ra nhiều cơ hội phát triển hay mở rộng sự nghiệp. Xem lịch vạn niên, tháng này có nhiều các tinh hỗ trợ, vận khí cát lành tăng mạnh, dù là người làm công ăn lương hay tự mình làm chủ, nên thay đổi để tạo sự đột phá, hãy tìm cơ hội mới cho chính mình. Theo đó, bản mệnh mạnh dạn tiến hành những dự định đã ấp ủ từ lâu. Thậm chí nếu bạn muốn thay đổi công việc, hướng bản thân sang lĩnh vực hay ngành nghề khác đều thuận lợi. Khởi nghiệp trong 7 ngày cuối tháng 9 âm lịch sẽ mang đến nhiều cơ hội, khẳng định và phát triển tài năng của bản thân. Tuổi Thìn hoàn toàn có thể thử sức, có điều vạn sự khởi đầu nan. Ban đầu va vấp khó khăn và trợ lực, cần phải kiên trì nỗ lực và theo đuổi mục tiêu tới cùng mới có được thành công mong muốn. Bên cạnh đó, cần hành sự thận trọng, đề phòng tiểu nhân quấy phá. Với người đang giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo, 7 ngày cuối tháng 9 âm lịch chính là thời điểm để bạn xây dựng hình tượng tốt đẹp, tạo lập niềm tin để củng cố và nâng cao địa vị, cũng như uy tín và tầm ảnh hưởng. Về sức khỏe, áp lực trong công việc và vấn đề tài chính là một trong những yếu tố khiến tinh thần của tuổi Thìn bất ổn, stress. Một khi tinh thần căng thẳng kéo dài, cảm xúc bất ổn, sức đề kháng cơ thể kém, nguy cơ tái phát bệnh tật cũ hoặc mắc các bệnh lây lan theo mùa là rất cao. Bản mệnh chú ý điều tiết và khống chế tốt cảm xúc, đừng để tâm bệnh chuyển thành thân bệnh, hại đủ mọi đường. Về tình duyên, tử vi tuổi Thìn, 7 ngày cuối tháng 9 âm lịch, báo hiệu những đột phá bất ngờ về tình cảm, hôn nhân cũng xuất hiện hồng loan. Chủ đào hoa chiếu mệnh, mang đến những trải nghiệm thú vị trong tình yêu hôn nhân cho bạn. Tiếp theo là cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thìn. Tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Xem tử vi tuổi Bính Thìn tháng 9 âm lịch, Bính Hỏa, được kỳ thổ tương sinh, vận khí vượng, hứa hẹn một tháng cát lành, nhiều chuyện vui. Tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988. Xem tử vi chọn đời, sang tháng 9 này, vận khí của người tuổi Mậu Thìn khá hanh thông, lại có nhiều quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp đạt được không ít thành công lớn. Tử vi tuổi Canh Thìn, sinh năm 2000, được tuế can kỳ thổ tương sinh, địa chi không xung không khắc, báo hiệu vận trình tháng 9 bừng sáng, hứa hẹn nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị trong đời. Con số may mắn là số 16, số 69 và số 88. Màu sắc may mắn là màu đỏ, màu vàng và màu xanh lá cây. Tiếp theo là quý nhân cho người tuổi Thìn, 7 ngày cuối tháng 9 âm lịch, đồng nghiệp và cấp trên tuổi Tý. Người tuổi Thìn có thể bớt đi vài phần khó khăn nếu bạn có được sự hỗ trợ của quý nhân tuổi Tý, đó có thể là đồng nghiệp hay cấp trên, những người ở cùng môi trường làm việc với con giáp này nằm trong mối quan hệ tam hợp.
Khi Thìn và Tý kết hợp với nhau, có thể nhân đôi vận may của nhau về mọi mặt, đặc biệt nếu có thể hợp tác làm việc chung, kinh doanh. Cả hai có sự ăn ý, mọi việc tiến hành rất suôn sẻ. Sự hòa hợp này cũng sẽ thúc đẩy sự nghiệp phát triển suôn sẻ, tài lộc ngày càng dư giả. Bí quyết cải vận, tăng may mắn, được các thầy phong thủy mách thầm, quý vị có thể lấy một ít hạt đậu đỏ, cho vào túi vải màu đỏ, để dưới gối ngủ, sẽ giúp tăng chất lượng giấc ngủ, lưu thông khí huyết, hơn hết, đó là giúp quý vị thu hút được tài lộc và may mắn. Tiếp đến là các loại cây phong thủy như cây ngọc bích, mang lại sức khỏe, may mắn và tài lộc. Ngoài ra có các cây tiểu trâm, bạch mã hoàng tử, quý bản mệnh tuổi Thìn cũng có thể trồng trong nhà. Quý vị thân mến, hãy cảm ơn vì những gì bạn đang có và nhớ trân trọng vì sự hiện diện của chính mình trên cuộc đời này, đó là công sức của đấng sinh thành và của những người giúp đỡ bạn có được cuộc sống hiện tại. Với thái độ biết ơn, bạn sẽ luôn sẵn lòng nói lời cảm ơn tới những người hỗ trợ bạn, dù là những việc nhỏ nhặt nhất thường ngày. Không chỉ có thế, bạn cũng hãy nói lời cảm ơn tới người ghét bạn, những đối thủ của mình, vì họ sẽ mang lại cho bạn sức mạnh tiềm tàng mà bạn ít khi có cơ hội phát huy. Nếu không có những khó khăn mà họ tạo ra, thì làm gì có bạn ở hiện tại, phải không nào? Vâng, vừa rồi Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ top 3 con giáp cực đỏ 7 ngày cuối tháng 9 âm lịch. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý cô bác và anh chị có cái nhìn tổng quan, xác định hướng đi đúng đắn và xây dựng được kế hoạch cho mình trong tháng mới năm 2023 âm lịch. Vận xấu nào cũng có thể tiêu tan, xui xẻo nào cũng có thể phòng tránh và may mắn nào cũng có thể nắm bắt. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.